Thưa quý vị, cùng với các địa phương khác, hiện nay quận Liên Chiểu đang triển khai quyết liệt các biện pháp để tranh thủ thời gian vàng, thực hiện giãn cách, sớm ngăn chặn dịch COVID-19 trên địa bàn. Từ khi dịch bùng phát lại vào ngày 10 tháng 7 cho đến nay, quận Liên Chiểu đã ghi nhận 203 ca mắc COVID-19. Các điểm nóng nhất tập trung ở các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh và Hội Hiệp Nam. Với diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt khi mầm bệnh đã lan lỏi vào cộng đồng. Hiện nay, quận Liên Chiểu đang tăng tốc thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, nhất là đối với chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang. Quận chỉ đạo các lực lượng tập trung thực hiện cái việc mà truy vết thần tốc, khẩn trương, quyết liệt đối với các trường hợp F1, F2 khi phát sinh trong cộng đồng. Tiếp theo, quận đã chỉ đạo các lực lượng rà soát, xét nghiệm trên diện rộng, đại diện hộ gia đình, rồi các khu vực có nguy cơ. Xác định giãn cách là thời gian vàng để ngăn chặn dịch. Vì vậy, quận Liên Chiểu cũng đã tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, đồng thời thiết lập và thực hiện nghiêm việc kiểm soát, hạn chế hết thấp nhất lượng người dân ra đường, kết hợp các tổ kiểm tra, tuần tra lưu động để xử lý nghiêm vi phạm. Theo mẫu giấy đi đường mới, quận đã cấp cho hơn 4.800 người dân và gần 19.000 giấy đi đường cho người lao động, các doanh nghiệp. Tổ chức các chốt chặn trên địa bàn để mà giám sát, kiểm soát người ra vào để thực hiện tốt cái tinh thần của chỉ thị 05. Các lực lượng tham gia gồm các công an, dân phố, dân phòng, dân quân, đặc biệt là các lực lượng của mặt trận đoàn thể. Số lượng công nhân lưu lượng trên địa bàn để đi làm trong các khu công nghiệp thì rất lớn, cho nên là phường cũng xác định phải có cái giải pháp. Thông tin qua những cái tình hình dịch bệnh để cho bà con dân cư chúng ta nắm bắt kịp thời, và đồng thời cũng là thông báo để bà con chúng ta thực hiện đúng cái nguyên tắc về giãn cách. Đến nay, quận Liên Chiểu đã hoàn thành vượt kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình, qua đó giúp đánh giá nguy cơ dịch bệnh để tiếp tục có biện pháp phù hợp. Hiện ngành y tế và các địa phương tiếp tục tăng tần suất xét nghiệm đối với các khu vực nguy cơ cao, nhất là các trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh. Quận cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất và kích hoạt thêm 2 khu cách ly tập trung để đảm bảo phục vụ cách ly F1.